Rồi xin chào các bạn ha, thì sau đây xin mời các bạn cùng xem một cái cây mai cúc gồng bay này ha. Xin giao lưu cùng các bạn ha. Đó, giống là các bạn. Cái chậu này nhỏ thôi nha, tầm khoảng 20 20 mà phủ bì nha. Đó, chậu vuông. Đây gồng bay. Có giữ gồng bay ha các bạn. Giống gồng bay luôn ha. Rồi. Cây được mấy đọt rồi nè các bạn, thấy không? Chùm nè. Nhỏ thôi, cây tầm khoảng nhưng mà có cái đế nè. Đây bạn thấy không, để nồi xuống nè, đây là cái đế nè, rồi đang tắn lên nè ha. Rồi anh em nào thích thì cây cao tầm khoảng 30 thôi, anh em nào thích thì liên hệ ha. Gồng bay giống của Bình Định nha các bạn, ra lá rất là tốt rồi đó. Thì chúng ta về cho nuôi tiếp tục để lấy bo thôi. Cây này cũng già lắm, cây này cỡ tầm bằng ngón cái thôi các bạn. Cây đang phát triển rất là tốt ha. Rồi. Những cái đọt lá cho non các bạn. Gồng bay thì cái lá nó hơi nó bầu bầu giống như là hơi nhăn 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 vậy đó các bạn. Đó. Gồng bay. Bông rất là đẹp ha. Rồi anh em mà thích thì liên hệ thôi, hoặc là cái số Zalo là có cái số trên tiêu đề luôn ha các bạn. Rồi xin chào các bạn ha.